Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam như là mình thấy khổ này khổ quá, mình tránh gì khổ đó trước. Có hai loại phát nguyện, đó là phát nguyện nhỏ và một phát nguyện là lớn. À, thì cái người mà phát nguyện nhỏ đó thường thường là sanh gì có tịnh độ thì thường thường là phân ở cái cõi và phương tiện muốn dư. À, tức là những cái cõi mà những người họ chủ trương để giải thoát thôi. À, thì ở cõi đó thì Phật không bỏ, nên chư Phật và Bồ Tát Quan Thế Âm nhập thường để thuyết pháp để người ta phát Bồ Đề Tâm. À, để người ta trở thành một vị Bồ Tát, thì đó là cái như Phật nói là người ta khổ quá, người ta sẽ khó tu thôi và tạm thời là người ta chỉ cần đại nghiệp vãng sanh, người ta qua bển để sung sướng thì mình vẫn chấp nhận cho người ta qua. À, khi chấp nhận qua rồi đó thì Phật tác cái phương tiện, thường tới trước pháp, thường đưa trên 10 phương của Phật thấy chư Phật phát nguyện để cho mình hiểu cái này cái kia, và từ đó cái tâm họ chuyển quá là, bắt đầu họ phát nguyện lên thì từ cái phương tiện hữu dư họ sẽ thành ra họ thành Bát Trang Nghiêm, là họ của Bồ Tát. Bát Trang Nghiêm tức là lấy cái công đức chân thật vì báo độ của mình để đổi đỡ giúp người ta. Còn phương tiện hữu dư tức là nhập vào hữu dư như niết bàn, tức là nhập vào cái cảnh là hết đau khổ thôi. Thành thử ra là chư tổ nói là nguyện sanh ta là trở về tịnh độ để độ sanh, đó là cái những người họ đi tịnh độ với cái tâm thật sự là muốn thành Phật độ sanh. Có những người như những phong trào bây giờ thì đa số là quý thầy không có triển khai về cái Bồ Đề Tâm nhiều. Vì Bồ Đề Tâm thật sự nó cũng khó phát mà cũng khó tu lắm. Anh thử ra bộ phận mấy thầy cũng nói là chư tổ đã phương tiện như vậy thì thôi để cho về đến rỡ là gặp các vị Bồ Phật, các vị Bồ Tát, họ sẽ khuyến hóa cái Bồ Đề Tâm của mình lại. Thì lúc đó là mình lại phát cái tâm giống mạnh với Bồ Tát hạnh. Nhưng mà nếu ngay lúc này mà mình phát được thì rất là tốt. Thì những cái Bồ Đề Tâm cộng với pháp tu tịnh độ tu á, thì mình sau này mình về cái cõi đó gọi là cõi chư vị Bồ Tát cùng tổng tâm nhất trí với nhau để làm một công việc. Còn tuổi kia hoặc là trong báo thành là trong cái cõi mà gọi là chỉ lo về phiền não thôi cũng được ha. Rồi chư Phật chư Bồ Tát từ từ khuyến hóa cho mình tu tùy theo cái năng lực của mình, phải không? Cái dự phát nguyện đó là nó tùy theo cái tâm lực của mình. Chẳng hạn như mình nghĩ là tâm lực mình ở trong cái cõi này mà tham sân si tất khổ đau cõi này nó không chuyển động tâm hóa của mình được thì mình nên ở cõi này mà độ sanh. Còn ở cõi này mà đụng chút là mình chưa không nổi rồi, mình sẽ thối tâm thì thà sanh cõi cực lạc. Đấy không? Cái đó là cái phương tiện đó, là tại bởi chư Phật mới lập ra 10 phương quốc độ để cho tùy theo cái căn tánh mình hợp với quốc độ nào, mình về quốc độ đó mình tu cho nó tiến. Nó không có một giải pháp nào dứt khoát cho một cõi Phật nào hết ra. Nếu có một giải pháp nghĩa là một cõi Phật nào mà có thể nó dứt hết chung cho tất cả mọi người thì Phật không nói là cõi Phật khác gì. Nó một cõi Phật đó cho mình chuyên tâm cho nó dễ. Vì mỗi cõi Phật có một cái phương tiện riêng nên cho Phật mới nói trình bày cõi Phật này, trình bày cõi Phật kia để cho chi để về mình chọn một cõi Phật để mình về mình có đủ cái lợi lạc đúng như cái tâm ý của mình để mình viên mãn những cái gì mà trong cuộc đời của mình. Có thể là cái tâm ý của mình nó sai lầm thì chư Phật ở những cái cõi Phật mười phương đều là thuyết để cho mình trở thành Phật, thành từ từ cái tâm thức của mình sẽ chuyển hóa, thấy không? Thực sự ra trên đại thừa đó thầy đã nói là cái pháp nó không có tiểu có đại, mà chính tâm người ta làm pháp nó có nhỏ có lớn. Vì Bồ Tát tới đó trước Bồ Tát đạo cho mình nghe trước rằng khổ đau không có thật chứ quý vị đừng có vướng mắc, tại mấy người đó đa số là tại vì sợ khổ đau mà xin gì khỏi đó, thấy pháp khổ đau là một thật pháp thầy mới thuyết rồi, thì lúc đó họ giải ngộ tánh không thì họ xả được cái tâm đó nha. Họ thấy cuộc đời như quyển quá, không có gì phải đáng lo mình lo sợ hết trơn. Rồi dạy của họ phát cái Bồ Đề Tâm, nhìn lại trong nhân quả nhiều đời nhiều kiếp cha mẹ họ hàng của mình là những chúng sanh đang trôi lăn trong nhiều nẻo nhiều kia, họ phát cái tâm thương xót rồi từ từ rồi đầu mới là họ, mấy người kia cũng quyển quá như mình vậy, đã sống trong mộng mà không có biết đang tạo tất cả những nghiệp ác, thì bây giờ làm sao để mình tác duyên rồi mới dạy cho họ là đi học mười phương cõi Phật, tìm tất cả một các phương tiện để về
thì vân vân vậy đó, hay không hả? Lên bậc nữa là Thập Bát Trang Nghiêm, đó là cái cõi của các vị Bồ Tát. Không, cái Phật quả là thành tựu của Tịnh độ. Thời qua Tịnh độ nó gọi là báo độ riêng do công đức của Đức Phật để ngài thụ hưởng cái sự an lạc thanh tịnh thôi. Công đức đó Bồ Tát lên không nổi. Thời qua Tịnh độ tức là nó thực sự nó không phải là cái độ, nó là một cái ánh sáng thanh tịnh của tâm thức, an lạc của tâm thức mà Phật trụ trong đó. Nó là Tịnh độ của chư Phật. Còn Thập Bát Trang Nghiêm là cái cảnh mà Phật dùng tất cả những cái pháp Bồ Tát để thuyết cho các vị Bồ Tát hiểu được cái lối hành xử Bồ Tát. Chúng sanh nguyện quá tánh không này kia để mà vào lập con đường Bồ Tát đạo mà không có xa lạ. Thấy không? Nhưng mà cái hệ phát tâm á, thì phát tâm cho đúng. Chứ đừng có phát tâm nó không đúng. Thành thử ra cái phát tâm của mình á, mình nói đây giờ tôi chỉ phát tâm trong cõi người không, mà thực sự trong nguyên tắc Bồ Tát đạo là mình không đúng. Tức là mình thuộc về bè phái. Trong cái tâm đạo Phật thể bè phái á, thì không có nghĩa rằng là mình phát tâm thật, mà tại vì mình thấy rằng quý con người, trọng con người, mình tin dứt con người hết rồi. Cái tâm đó là không quan trọng tâm Bồ Tát. Thành thử ra hãy phát tâm á, thì phát tâm thiệt rộng, mà mình phạm gì mình làm á, thì có thể là mình làm nó không gì đó, không như là người, tại vì mình có khả năng nói những lời mình hiểu thôi, mình làm không như là người thôi. Và cũng không có thể là mình nói tới giờ tôi chỉ nghĩ là giúp cho người gia đình trước rồi sẽ giúp người ngoài, không có phát tâm đó. Phát tâm đó là phát tâm của ngã, không phải tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát đó là vượt dòng cái bản ngã mà thấy chúng sanh đau khổ, chúng sanh là mười phương thế giới đều là cha mẹ của mình, không có như là một cái đại gia đình vậy đó. Thành ra không phải là người ngoài, thường thường cái người ngoài ít khi nào, cái người trong gia đình ít khi nào mình độ được lắm. Vì lý do tại sao cái những người đó là thường thường là mình mắc nợ họ, họ mắc nợ mình thành ra họ dính gặp mình, họ tình cảm, họ quyến luyến vì vấn đề nợ nần thôi, chứ không phải họ phát sanh được cái kiến giải. Thấy không? Còn mình mắc nợ họ thì cách nào mình nói họ nghe trên đó. Thấy không? Họ nói mình nghe thì có, chứ làm sao mà nói họ nghe tao mình mắc nợ họ mà. Rồi sao mà độ được họ? Thấy không? Thành thử ra mình phát tâm mà độ trong gia đình đó là hạn hẹp cái phạm vi độ sanh của vị Bồ Tát. Thành ra cái Bồ Tát này phát sanh, nó phát sanh rộng rãi cho tất cả chúng sanh. Phải coi tất cả chúng sanh đều là người thân nhân của mình hết, đều là cha mẹ vợ con của mình hết, mới đúng là mình Bồ Tát phát tâm mới hiểu được nhân quả thật sự. Nghe con cái, cha mẹ, anh em và con hàng mình trong kiếp này chỉ là nhân quả một đời thôi. Còn cha mẹ, anh em họ và con của mình là tất cả chúng sanh xung quanh nhiều đời nhiều kiếp, nhìn bằng cặp mắt Phật thì ai cũng có là quyến thuộc của mình hết. Ai cũng có tự thương yêu đối với mình hết, ai cũng có là ân nghĩa đối với mình hết. Mình thử ra để báo đền, mình phải đem tất cả những cái gì mình biết, mình chia sẻ, mình phục vụ, mình chuyển hóa để mình làm cho người ta được lợi lạc ngay trong hiện đời, và sẽ lợi lạc trong tất cả tương lai. Đa số giờ tôi hỏi cô nè, cô nói bây giờ cô giúp đỡ người gia đình thì cô giúp đỡ được cái gì? Lợi lạc hiện đời mình đã giúp đỡ chưa viên mãn rồi, cái lợi tương lai có một cách nào cô giúp? Cái lợi tương lai nè, khó giúp lắm. Tôi thấy nhất là giáo dục ở bên đây nè, nó không có giáo dục về tính cách để cho họ chuyển hóa cái tâm. Bất quá mình giúp họ có phương tiện đi để cho họ thành tựu được tất cả những giàu sang, những thế lực, những danh vọng, những cái sắc đẹp của xã hội đi. Nhưng tâm ác thôi, mình có giúp họ diệt trừ không? Cái đó mới thực sự giúp họ tương lai đó, giúp họ sự an là hạnh phúc thật sự trong những cuộc đời sống của họ. Cái đó mình hoàn toàn không làm được. Coi làm được không? Nếu có làm được á, sức khỏe mình nói là một thực sự có nhiều người Bồ Tát sanh ra đời chỉ để làm cái đó cho một chàng người thôi, vậy công việc đó. Nhưng cái đó là cái chủ hoài Bồ Tát làm, còn giúp đỡ bằng những cái phương tiện khác á là một cái cú cánh để lôi kéo người ta thôi, nó không phải là một sự thật. Nếu mà mình dùng cái đó mà lôi kéo không được thà không cho. Thành như cha mẹ rất là giàu mà con người xì ke mà phía bánh bạn mà cha mẹ không cho thì biết cái đó là cái hại. Thành thử ra khi mình nghĩ rằng người đó không chuyển quá tâm, nhiều khi phải hạn hẹp mấy cái kia lại để cho cái tâm họ bị cái đó áp lực mà họ chuyển quá. Thành ra Đức Phật nhiều khi hiện ra là quỷ già so hăm vợ ăn thịt người ta để cho người ta tu. Mà khi người ta tu mà thấm vô cái pháp vị rồi đó, được sự an lạc rồi đó, Đức Phật giờ không kêu người ta tu, người ta vẫn tu. Còn nhưng mà dùng pháp thiện kêu nó không sợ, nó không chịu tu. Thành ra phải bị đủ mọi cách. Thành thử ra là cái quan trọng á, thực sự ra mình độ sanh trong người gia đình nó rất là khó.
À, nếu mình chỉ đặt tiêu chuẩn mình độ sanh trong gia đình đó, thì mình sẽ làm được gì hết đó. Tại những người đó là những người do nhân duyên nợ nàng, tức là mắc nợ hoặc mang nợ thôi, chứ phải đến với đạo pháp. Thường thường là đến đạo pháp á, thì cái tâm đạo pháp nó bao dung lắm, nó không giờ nó sanh ra trong gia đình mình đấy là nó đòi lại đạo pháp đâu. Thật là đâu cần có thiết đạo pháp thì nó nghe. Chỉ có những người mà cái tâm họ chấp thủ nợ nần quán trái quán hờn vậy, họ kết cấu khớp thành cái đó, họ mới sanh trong gia đình mình để họ làm cho mình khổ đau, làm cho mình hạnh phúc, và trả lại những cái gì họ cái kia trả lại của mình. Mà họ bây giờ họ gieo duyên về về đạo pháp với mình, họ sanh trong gia đình đâu, không có bao nhiêu hết trơn á, cũng có nhưng mà hiếm lắm, như là trường hợp phát nguyện cũng như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và phát nguyện với bà Gia Du Là La nhiều đời nhiều kiếp làm chồng vợ vậy đó. Cái chuyện nó hiếm lắm. Thành thử ra là thường thường con cái thường thường là khó dạy khó độ lắm, người ngoài dạy con cái mình nó dạy dễ chứ mình khó là khó dạy. Tại vì họ đến hoặc là họ đòi nợ mình, hoặc là mình phải trả nợ, hoặc là mình họ đòi nợ mình, hoặc là họ trả nợ cho mình, không có gì hết trơn. Mà họ trả nợ cho mình chưa chắc là mình nói họ nghe về giáo pháp đâu. Thành thử ra Bồ Tát học rất có nhiều, học cái gì, học cái cách để chuyển hóa cái tâm thức mình. Giáo dục thực sự vậy đang học á, là tôi cũng muốn chỉ vậy từ 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 làm cách nào để chuyển hóa tâm thức của những người thân nhân của vậy, mới làm cho họ hạnh phúc và an lạc thực sự trong cuộc sống này và những cuộc sống tiếp tục. Mà sao cách chuyển hóa đó bằng cách nào à, mà tôi dạy nhiều lần lắm mà mỗi lần chút chút vậy đó, rồi cho gì suy nghĩ, tức là phải thấy được cái nguồn gốc của khổ đau là nằm ở chỗ nào. Thì tới giờ đấy cũng là một cái một cái nói đơn giản quá. Tới giờ đấy Phật nói là tiếng ái dục là nó khổ đau vậy ta hết rồi. Bắt cái đạo là cái phương tiện hành xử, khi mình nhận được cái lối của cái khổ đau rồi thì mình hành xử theo những cái lối đó, thì khổ đau nó là cái năng lực để vượt qua khổ đau. Bắt cái đạo là sáu con đường sống chánh chánh chơn chánh để cho những cái khổ đau nó không có ảnh hưởng vào mình nữa. Nhưng mình phải hiểu mình là chánh tư duy là cái gì, chánh kiến là cái gì. Kiến có bao nhiêu loại kiến, thành ra mình học rất là nhiều. Nhưng mà mình hiểu cái danh từ không á, nhưng mà chẳng hạn như bây giờ kiến là cái gì, ăn cho nó đã cho kia, hay là ăn đủ 80% phải ngừng hay gì, mấy cái loại chánh kiến về ăn uống, ha, mà chánh kiến về hơi thở, chánh kiến về về cái bước đi bước đứng là học rất là nhiều, thấy không? Mình thử ra, nhưng mà cái nguồn gốc á, mình học cái đó là học cái ngọn, ha, Phật dạy chẳng hạn cái ngọn như vậy như vậy, thấy không? Còn nguồn gốc có khổ đau á, ít nhất là mình muốn giải quyết dùng cái tâm thức của Đức Phật. Hồi xưa Đức Phật nói là bây giờ là mình sanh lão bệnh tử nó sẽ giải quyết, ví dụ như vậy đó. Là nguồn gốc khổ đau, Đức Phật theo Đức Phật thấy là sanh lão bệnh tử trước, là sự an hạnh an là hạnh phúc, là mọi người xuất gia nó đầu tiên. Đức Phật nhìn là nhìn như vậy, rồi Đức Phật từ cái đó mới phát tâm đi tu. Sau khi đi tu thì ngài lại thuyết, không có thuyết vậy cái đó nhiều, mà lại thuyết là tứ diệu đế thập nhị nhân duyên Bồ Tát đạo. Cái lối nhìn là nhìn 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 cái lối đó giải quyết khổ đau theo cái quan niệm khác, thấy không? Thử ra ở đây mình á, cái khổ nó sờ sờ trước mặt mà không ai thấy, thấy không? Thành ra là mình đang lo gì, đang về mình mong là mong những mong cầu mình được thỏa mãn, nó là bởi vì mong muốn giải quyết một cái khổ đau là cầu Phật đắc khổ thôi. Con cái mình chẳng hạn như nó ở không nên, mình muốn cho nó nên, người ta không thương mến mình thì muốn người ta thương mến mình. Phật nói là những cái đó đều làm cho mình khổ đau đó. Bởi vì cái đó đều dính vào luật vô thường, nó là cái hoại khổ. Thành thử ra là người ta không thương mến mình, rồi người ta sẽ thương mến mình, rồi thời gian sau người ta sẽ thương mến người khác, vì nó vô thường mà. Thì làm sao mà mình tránh được? Thành thử ra khi mình mong cầu một cái gì đó mà hiện hữu và thường còn, không biết chân lý, thì cái đó chính cái nó làm cho mình khổ đau, thấy không? Nhưng mà mình không có tìm được nguồn gốc khổ đau là những người xung quanh, tại sao họ phải như vậy, tại sao họ phải tìm tòi không kia. Có gì học cho đã rồi giờ mỗi khổ đau chung chung là cái gì, chung chung là gì vậy? Thằng sĩ túng rồi sao á, chung chung là tại gì mình cho là cái ngã nào đó là có thật, thấy không? Thành ra khi mình mong cầu cái gì đó là mình cầu cho cái bản ngã có thật của mình nè. Phật nói cái ngã nào thì tìm không có. Chỉ có muốn giải quyết khổ đau là khi nào thấy cái ngã nó là một sự dính chùm giữa người này và người khác, nó tạo thành cái ngã của mình thì mình sẽ thoát ra khổ đau thôi. Khi nào mình cảm thấy là mình có một cái gì, trong đó suy nghĩ gì, một cái tham muốn gì, một cái kỳ vọng gì, một cái giận hờn gì, một cái gì chấp thủ trong người mình á,
thì chính cái đó nó tạo thành làm cho mình một cái khổ đau. Bởi vì cái đó nó ở ngoài thế gian này nó không có cái gì nó tùy thuộc đúng như cái ý nghĩ của mình được, cái bản ngã của mình được. Thử ra Đức Phật dạy cho mình, thật sự Đức Phật dạy cho mình cuộc sống ha. Bây giờ cuộc sống là Phật, theo quan niệm của đạo Phật á, thí dụ mình sanh ra cuộc sống là cái gì? Ta nói là thí dụ con người ta sanh ra ngoài đời đó thì người ta sẽ được quy định bởi cái nghiệp lực. Thành ra mỗi người sanh ra ngoài đời nó có một cái lối suy nghĩ, một cái lối nhìn, một cái lối sống, một lối tham, người sân nhiều, người si nhiều, người nghi nhiều, người ngã mạn nhiều, người tự bi nhiều. Nó là cái gì nó trở thành cái điều hành đó. Có người thì sanh trong gia đình vua chúa, có người thì sanh gia đình nghĩa là nghèo khổ, có người sanh gia đình nô lệ, vân vân vân. Thì Phật nói là trong tất cả những cái mà mình bị vận hành đó, là mình bị vận hành được cái dòng nghiệp lực của mình. Nhưng mà cái vận hành chung của tất cả chúng sanh sanh trong nghiệp lực đó, thì khi sanh ra nó đều có những cái phiền não đi cùng lúc với cái sự sanh của mình. Phật nói cái phiền não này nó khó phá vô cùng. Lý do người ta sanh ra bản thể nó đi theo cuộc sống, cái đó mất đi người ta sẽ chết, nó gọi là câu sanh phiền não. Đó là phiền não cùng đi với, song hành với mình, vừa đẻ ra mình vừa khắc đến khóc là cái phiền não đã có rồi. Câu sanh phiền não ở đây vì học Pháp học nhiều, cái não là cái gì? Cái gì không biết nguồn gốc, nguồn gốc của cái sự đau khổ của mình, nguồn gốc mình sanh ra thì không cách nào có gì diệt được, có gì có hạnh phúc được hết trơn á. Bây giờ mình nói là mình sanh ra nó có những cái dòng nghiệp lực đi theo, và Phật nói là những cái đó làm cho mình đau khổ chứ không có làm cho mình hạnh phúc đâu. Phật tạm gọi danh từ là những phiền não sanh cùng lúc đối với mình. Nó bây giờ học Phật pháp rồi đó, học tứ diệu đế như con này nói đó, tứ diệu đế nó có nói đó, mấy cái này nó là gì vậy? Không tìm được nó thì làm sao là diệt? Làm sao kiếm cách nào để trừ nó? Nó tạo cho mình cả một cái dòng nghiệp lực quy định đời sống của mình. Mình không nhận dạng được cái kẻ mà quy định đời sống của mình, làm sao mình chuyển hóa đời sống mình được? Có phải vì sống diễn vòng không? Cái thằng nó luôn luôn đi sát của mình, từ lúc mình đẻ ra tới giờ cái gì không nhận diện được nó nữa, không biết nó là cái quái gì nữa, làm sao mà làm? Nó là cái gì? Rồi học lâu rồi, pháp lâu rồi nè, mấy thầy nói tới nó luôn, hoài đó. Nó là cái gì vậy? Con này nè, biết không? Cũng ngồi trước, không biết ngồi trước, hỏi trước. Không biết hả? Nó không phải là thù của mình, nó là cái mà sanh cùng với mình để nó hành xử cái lối sống, cái lối quan niệm, cái hoạt động của mình trong suốt cuộc đời này. Nó là nghiệp lực. Nghiệp lực tức là khi mình đẻ ra cái đó đi theo với mình luôn. Nó có mất. Nó làm cho mình khổ đau cũng chính là ảnh, nó làm mình hạnh phúc cũng chính là ảnh. Câu sanh mà. Nhưng mà Phật nói là đa số nó là gây cho mình phiền não. Mấy cái đó là thực sự hạnh phúc là tạm bợ thôi, nên nó thực bản thể nó là phiền não. Mình thử ra người ta gọi là câu sanh phiền não, nó đa số nó làm cho mình khổ đau không à. Câu sanh phiền não với anh từ này đó, thì anh từ pháp học có gì phải nhớ. Câu sanh phiền não thật sự có gì nghe hoài, tại vì cái anh từ này nó dùng hơi, dùng cái chữ mới xong gì không biết thôi. Câu sanh phiền não nó đó, người ta đẻ ra đó ha, là có năm cái anh phiền não chánh đi theo. Là tham, sân, si, ngã mạn, nghi ngờ. Nó bốn cái. Các con thân não. Phật nói lý do tại sao con thân tiền não này đi theo mình là tại vì trong cái đời trước của mình mình vô minh, mình không có biết cái tâm mình chết rồi mình uất ức một cái điều gì, cái sân nó đi theo. Cái chết rồi mình tham tấn cái điều gì chưa giải quyết xong thì cái tham nó đi theo. Chết có những cái vấn đề mà mình chưa có giải tỏa được, cái nghi ngờ nó đi theo. Chết mà chấp thủ rằng là những công việc mình làm nó có cái này cái kia, thành tựu cái ngã mạn nó đi theo. Vì vô minh không biết rằng cái bản thể những cái đó bản thể nó không có thật, nó không chưa thật có. Nếu mà được cái minh rằng là những cái đó nó là vô ngã, nó không có thật có, thì lúc đó nó không có gì theo được, thì mình giải thoát ngay trong cái trước rồi. Phật đã nói là cái nguyên nhân chánh vẫn là vô minh. Thành ra chính cái vô minh này nó lôi kéo hết tất cả những cái mà cái quan niệm sai lầm trong kiếp trước của mình, nó đi theo trong dòng sống kiếp thứ hai của mình. Mà để thỏa mãn những cái tham chưa hoàn tất, cái sân hận mà nó chưa giải quyết, cái nghi ngờ nó chưa giải quyết, thì lúc trong bào thai đó, cái thức tâm của mình nó tạo thành một cái thứ đại để chứa chấp những cái đó. Thành thử ra con người ra với cái thân thể rất là khỏe mạnh để mà tham dục, để họ hoàn tất những cái tham dục của họ.
ra với cái tâm thức rất là có trí tuệ để giải quyết cái nghi ngờ của họ. Khi mà trong cái kia có cái gì mà đúc kết nhiều quá thì họ sanh ra một cái tứ đại để làm sao? Để giải quyết những cái gì trong những cái tiền kiếp của họ chưa xong. Thành ra tứ đại mỗi người đó, nó cấu tạo một cái tâm thức ngầm động. Thành ra sau này khi đẻ ra rồi đó, mình cảm thấy là mình sử dụng cái tâm thức, cái đầu óc mình minh mẫn thì mình cho rằng à, quá ra là cái óc của mình đó, là nó dùng để suy nghĩ, để tạo thành cái kia, thực sự không phải. Chính cái tứ đại của mình đó, để mà hoàn tất một cái gì chưa xong, tứ đại của mình nó duyên hợp, nó kết hết tất cả để nó sanh ra một con người, sanh ra một cái loài nào, rồi chúng sanh nào để giải quyết những cái điều đó. À, thành thử ra khi mà sanh ra đó là phiền não đi theo, người nào sanh ra cũng có bị đều mấy cái đó. Sao cái lỗi thì cũng thực sự nó cũng chưa chắc là lỗi, mà cũng chưa chắc là cái kia, nhưng mà đa số là tại vì cho nó là có thật, mình là một chúng sanh có thật để mình hành trình trong cuộc đời mình, để hành trình để viên mãn những cái gì mình mong cầu. Chính cái lỗi nhất á là vì mình cho nó là có thật, và mình cho mình là con người có thật, nên tất cả khi mà nó xảy ra, nó đụng với dòng nghiệp thức của những chúng sanh khác, thì chúng sanh nào có oai lực mạnh hơn thì nghiệp thức mình lấn người ta không nổi, thì cuối cùng sẽ cái những cái tứ đại của mình đó, nó cấu kết ra để dù nó sản xuất được cái gì trong cái năng lực của tứ đại thôi, và đụng trong cái xã hội này đó, mỗi người cái tứ đại họ đều hoạt động trong năng lực của họ, thành ra những cái tứ đại có những người họ sáng tác hay hơn mình, sản phẩm mình sáng tác ra mà không cạnh tranh lợi họ, thành ra từ đó sự nghĩa là những cái là gọi là thất vọng ở đâu mà xảy ra, sắp trọng xảy ra, thì mỗi người có thiên tài, tại vì trong cái tâm thức của họ, họ có những cái quốc kết họ tạo ra, thì họ có mong có người sản xuất về âm nhạc, có người sản xuất về ăn uống, có người sản xuất đủ cách hết trơn, trí tuệ mỗi người một cách, là tại vì lúc mà cái quốc ức trong những kiếp sức trước của họ, nó cái dòng tâm thức của họ nó vận động để nó tạo thành tứ đại ra ngoài này. Nhưng mà đâu phải người nào cũng như tôi ngồi tôi nghĩ tôi chế ra một cái bàn thì cũng chưa chắc là người khác không có nghĩ, trong cuộc đời họ không nghĩ chế cái bàn, mà cái bàn họ có thể là dở hơn tôi, là hay hơn tôi, mà khi hai cái bàn nó đụng nhau á thì cái bàn dở nó sẽ bị loại trừ trong cái sự chấp nhận của nhiều người, rồi do vấn đề mà cảm thấy không thỏa mãn với cái sự sáng tác của mình trong sản đạn trong nghiệp thức của mình, nên mình mới đầu mới là sanh ra những tâm rồi ghen tị, nghĩa là mới làm sát hại, thành phá hoại vân vân, nghĩa là gây tạo tác nghiệp cho những kiếp sau. Sao thành thử ra là cái người nào mà trong cái nếu mà chẳng hạn như mình nhập về Bồ Đề Tâm, mình nhập về Thiền Định, thì trong cái khi mình tạo ra một tứ đại nó sẽ có khuynh hướng, nó kết cấu cái thân của mình, nó trở thành cái thân ra đời để mà phát triển về Bồ Đề Tâm, phát triển về Thiền Định, chứ không phát triển về tham sân si, đại khái gì đó. Nhưng mà nó vẫn có cái vướng mắc, là cái vướng mắc đó là cái bản ngã chưa xả, thành nó sanh ra đời để thành ra một con người, chấp vào có một con người để tu một cái pháp nào đó. Phật nói là cái đó nó gọi là cái làm cho người ta sanh tử á, là cái bản ngã, là cái chánh, rồi còn cái những tướng mà tham sân si nghi ngờ đó là cái trạng thái của anh ngã biểu hiện ra thôi. Khi không có anh ngã nữa thì bao nhiêu tham sân si này kia nó biến mất hết. Thành thử ra mình phải tìm được nguồn gốc đó, và mình dùng những cái pháp để mình hạn chế thằng ngã lại, thấy không? Chứ bây giờ mình không có tìm được á, giờ mới đi tu có 10 năm, 20 năm, cả trăm năm đến đâu bây giờ chết vô cũng nhiều thằng tử rồi. Thành nói là phải nắm được, ví dụ như mình ông hồi đó dạy nó, ví dụ như là mình muốn bắt được con chuột thì phải nắm được cái nguồn của nó đi từ đâu ra này kia, không tỏ hết những cửa chạy ngắt ngõ của nó, thì mới thêm mình chừa một ngõ thì nó lên mình bắt được nó. Nhưng mà cái đó phần nó rất là khó trừ, khi cái đó nó mất đi thì mình mất theo, tại cái đó nó tạo thành tứ đại cho mình, nó tạo thành lối sống của mình, nên cuộc đời có nhiều người khi cái tham họ không còn, nghĩa là khi họ thất vọng trong cái niềm tham thì họ đi đến trạng thái là quỷ hoại thân thể, khi cái sân hận nổi bùng lên họ có thể bắn đầu và chết, họ không có cảm thấy muốn ham sống nữa, tại vì họ lấy cái đó là cái bản thể của họ, thành cái đó là cái thân của họ. Thành ra khi mà cái tứ đại họ nói về câu sanh phiền não rất là khó phá, mà phá xong rồi đó thì người ta sẽ ngay kiếp này là người ta tự tại giải thoát rồi, chứ không cần phải là chết đi người ta mới giải thoát, rất khó phá. Thành ra Phật nói là như cả cuộc đời Phật đó, mà cái người mà phá được cái câu sanh phiền não là có 1250 vị thôi, gọi là dạ la hán, phá được câu sanh phiền não tức là diệt được gốc rễ. Thành ra chỉ thấy vỗ ngực là từ ra về sau ta không còn tái sanh nữa, không có năng lực nào kéo ta đi nữa, ta không còn cái gì để thấy cái ngã là có thật để tạo thành một thân thứ hai nữa. Nghe là Phật độ sanh bao nhiêu mà cả cuộc đời Đức Phật trong 1250 gì đó là đắc quả là hắn thôi.
khó phá vô cùng, thấy không? À, nhưng mà cái phiền não đó đó nó rất là khó phá, thành ra mình phải dùng năng lực thiền định, năng lực trí tuệ mới phá nổi. À, còn bình thường ở đây quý vị tu thực sự đâu có ai tu về cái năng lực thiền định đâu, à, cũng không ai tu về năng lực trí tuệ hết trơn. Thành ra nói chuyện phá con sân phiền não thì thôi đừng có mong mong thôi, mà để cho nó vận hành mình đi. À, nhưng mà nếu vận hành mình hoài thì làm sao mình thoát? À, thì Phật nói là có một cái giá nữa. À, cái này nó cũng làm cho mình sanh ra bao nhiêu đau khổ của thế gian nữa. À, cái này đó là do sự quân tập vì học hỏi mà thành. À, nó gọi là cái gì? Nó gọi là tà kiến. À, nó gọi là kiến giải không có trúng trên con đường chánh đạo, khiến cho mình muốn mong cầu hạnh phúc, tránh khổ đau, mình luôn luôn tạo nghiệp, luôn luôn gây nhân để cái ngã mình là càng dính nặng và trong động. Mình quay trong bánh xanh luân hồi để mình quay cái dòng xanh luân hồi nó quay mãi chứ nó không có ngừng. Thấy không? Cái này đó Phật nói là phân biệt phiền não. Hay phân biệt phiền não á, tức là do mình học. Cái này giờ mình học tà sư, tà pháp dạy cho mình. À, à, mà mình không có biết chịu có văn tư tu nghiên cứu suy nghĩ, nói thì tin. Không chịu suy ngẫm, chịu suy nghĩ gì hết. À, tu riết cái đó nó thành ra một cái quan niệm chấp kiến mà sai lạc. Lý làm quan niệm sống của mình. Thường thường quý vị á, quý vị có một cái quan niệm sống trong xã hội của Mỹ, mỗi người có một quan niệm sống, nhưng mà đa số phải nói là gần gần giống với nhau. À, là tại vì Mỹ nó đã giáo dục quý vị từ lúc quý vị học lớp 1 trên lúc quý vị tốt nghiệp đại học theo cái quan niệm giáo dục của nó. Nó đào tạo quý vị thành một con người của nước Mỹ, nên nó dạy là phải sống như thế này, cách đối xử của xã hội thì sao, cách đối xử với những cái cạnh tranh trong cái thương trường như thế nào. À, nó là cái đối xử của nó là không phải là cái vấn đề mặt tình thương yêu, mà đối xử của nó là sự cạnh tranh, sự đấu tranh, sự nghĩa là cái người nào có trí tuệ hơn thì đè cái người kia thấp hơn, đại khái vậy đó. À, cái sự thương yêu nó dạy rất là ít. Bây giờ nó cũng có dạy không, lẽ nó không dạy đâm ra nó người nó tàn nhẫn quá phải không? Nó cũng dạy cho mình, để ai có nói nó thì nó tao cũng có dạy, tại vì không để ý thôi, nhưng mà nó không nhấn mạnh. Cả quá trình của dạy học từ lớp nhất lớp kia nó dạy cho vậy, từ đấu tranh phải giành giật, phải được thưởng, được khen này kia không à, nó dạy gì tăng trưởng cái bản ngã, tăng trưởng cái thế lực, tăng trưởng cái gì để mà cao hơn người ta để đẹn những người khác xuống, thấy không? À, và nó cổ võ quan hô ra những cái đó chứ nó không có dạy có vậy sự nhân nhượng, sự hy sinh, sự chia sẻ, sự đùm bọc, sự bao dung, không bao giờ nó dạy cái gì đó. À, hỏi nó có dạy không thì nó nói nó cũng có dạy, nhưng mà lâu lâu nó dạy một chút vậy đó, chứ ai đã kích cho nó tao có dạy đó chứ. Giờ tại mày không để ý để không ai đã kích được, hiểu không? Mà tôn giáo mình thì nó dạy ngược lại. Tôn giáo mình nó nhận được cái kinh trong cuộc đời nó là giả tạm, con người nó không có thật, hiểu không? Thành thử ra nó dạy cho mình lại, nó dạy mình cái quan niệm hạnh phúc lại, nó dạy mình cái nguồn gốc khổ đau tại mày là tham sân si, nên từ từ nó dạy cho mình những cái cách cơ giới để bớt cái tham cái sân si lại, thấy không? Còn xã hội nó dạy tham cái tham hơn, thấy không? Ví dụ như bây giờ xây một cái ngân hàng đi thì sau này có tiền nó phải xây nhiều ngân hàng, tiền bạc nó càng ngày càng nhiều, tiền bạc không bao giờ đủ đâu, ra khá nó dạy mình vậy đó, thấy không? Nó đồng tiền là có thể là xây dựng được tất cả. Đồng tiền là cái gì? Nó nghĩa lý gì chứ, đồng tiền là một tờ giấy thôi, thì quan định đánh được đánh giá trị của nó, hay một cái tờ bond hay một cái tờ gì hay một lời đích cạc, nó không nghĩa lý gì hết đó, thấy không? Nhưng bây giờ cả xã hội đều quan niệm là một cái đó là có giá trị thì nó trở thành giá trị. Quý vị sống trong cái ảo tưởng của giá trị, thực sự giờ chiến tranh xảy ra một tờ đích cạc nào cũng như coi tờ giấy lộn thôi, thấy không? Một tờ giấy bạc hay là vàng thảy trước mặt nó cũng coi tờ giấy lộn, kim cương hộp sòm thảy xuống so như một miếng ăn thì miếng ăn vẫn quý rồi. Thực sự cái đời sống thật sự nó là những cái nhu cầu, cái cần dùng người ta là ăn uống mấy cái để mà giữ cái tứ đại người ta lại. Bây giờ nó cho vậy sống mê mờ trong những cái pháp kia. Bây giờ cái gì? Dầu thơm xích vô, không có, không xích, không ăn thua gì hết trơn á. Cái em thoa vô cái làm cái gì? Người ta chứ họ nào bây giờ sống biết bao nhiêu người ta sống, không có kem nào mà người ta vẫn khỏe mạnh nữa không? Áo quần thì 5-6 lớp màu xanh, màu đỏ, tô kim tuyến, đường kênh có gì rõ ràng đi vào cái rõ có thiên hạ rồi, thấy không? Nó bị vận hành hoài, không có là không được. Thực sự cái đó nó thực sự nó không phải là cung cấp một đời sống thực tế cho quý vị thật. Cái đó là cũng như là một cái gì ảo quá, giả tượng mà quý vị đang vào cái rọ người ta, cũng như là để người ta giật dây vậy đó, thấy không? Bây giờ tưởng tượng nè, giờ mấy ông tỷ phú rồi mặc áo cho con chó con mèo thực sự nó thấy cái đó đẹp không? Rồi mình thấy đẹp mặc cho nó thôi, chứ mà nó còn nó bực chết luôn, thấy không? Mà nó nói không được thôi, thấy không?
Hồi xưa người ta bận khố bận kiếp gì mình không biết ha, hay là mình nói là hoặc là ở trần truồng gì mình không biết, nhưng mà thực sự người ta rất là nhẹ nhàng tự nhiên ha. Rồi bây giờ bận đủ thứ hết trơn rồi ha, làm đủ trò hết trơn ha. Rồi mà không phải là nhiều cái trò đó mà nó giữ được hoài thì nó là cái quan niệm đẹp, không có thời gian sau lại phải cọt kiểu khác, khó loại khác, còn kiểu kia bận là bị là chê. Ví dụ gì mà cái đó thực sự nó không có trợ giúp cho mình. Xã hội mình đang tiến bộ theo chiều hướng đó, phục vụ những cái đó đó, chứ không phải là phục vụ những cái nhu cầu thật sự mà lo cho đời sống người ta thật. Đời sống người ta là món ăn, thức uống, cái sự an lạc của tâm hồn, vân 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 vậy đó. Đó là nhu cầu thật sự. Bây giờ người ta xả bỏ hết bao nhiêu lý, bao nhiêu tài nguyên của quốc gia để phục vụ những nhu cầu khác. Thành ra cái nạn đói nó xảy ra bao nhiêu quốc gia khác, tại vì mình không có lo nghĩ tới đó nhiều. Mà trong cái nhu cầu thật sự mình không có nghĩ. Tức mình bây giờ cái nhu cầu mà giải quyết cái đơn giản đó đã xong rồi, thành ra người ta không để nghĩ tới nữa. Không, nhưng mà thật sự mình nghĩ âm ra nó diễn vong. Thấy không? Đạo Phật không nhìn như vậy. Đạo Phật nhìn hạnh phúc an lạc thật sự nằm ở đâu. Nhìn hình lúc khổ đau thật sự nằm chỗ nào. Thấy không? Thành Phật nữ nói là cái lúc khổ đau thật sự là tại vì mình sanh ra là cái bản thể mình chấp trước rằng là cái bản ngã là một gì có thật. Nên bao nhiêu cái tham sân si trong những kiếp trước của mình nó đi theo cái bản ngã đó, thì nó gọi là ngã tham, ngã sân, ngã si. Mỗi người cái tham khác nhau, cái sân khác nhau, cái si, cái sao, cái ngã mạn khác nhau, nó làm nó quy định thành đời sống của mình. Thấy không? Chính cái đó làm cho mình khổ đau, chứ không phải là do mình, do cái vấn đề ăn mặc cái gì hết trơn á. Bây giờ người ta mới biết gì, người nào cũng ngã tham, bắt đầu người ta mới quảng cáo ngã tham lên. Cái áo này là đúng thời trang, cái học sòn này mới đúng là cái người kia là cái gì, người gọi là quý phái gì là cái gì đó, từ từ cái là đầu độc cái gì từ từ phải không? Rồi cái gì mình lại theo, mình không có trí tuệ mà lại theo phố đông, rồi nó trong quảng cáo thấy nhiều người ùa theo cái đó là mình lại ùa theo, cuối cùng mình sống cái gì, mình sống như một cái xác không có hồn vậy đó. Người ta kéo mình đeo cái đó giống như cái gì, giống như là ta nói giống như là đúng một con chiên á, đúng là con chiên. Đông Phật nói là tất cả con thú á, nó đều có sự khôn, mà con chiên là ngu nhất. Thành ra con chiên ngu nhất là kêu đâu đi đó, con chiên ngu lắm. Con kia đó đâu có ngu, con chiên là ngu nhất á. Thành thử ra là mình đang bị người ta nhồi ép vào một cái chiều hướng nào đó, thì nó gọi là cái sau này nè, nó gọi là phân biệt phiền não. Do giáo dục nó tạo ra phân biệt phiền não, tức là nó cho mình phân biệt cái này là đúng là tốt, là phải chọn, là phải trau dồi, là phải xiển dương cái đó lên. Quý vị bỏ biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu làm, bao nhiêu tốn, bao nhiêu tài lực, tài hả, cuộc đời quý vị hưởng cái gì, ngoài ăn được bao nhiêu buổi, ngủ được bao nhiêu phút, mà chính cái đó đáng lẽ mình ngày đáng lẽ mình cũng được 7 tiếng phải không, ăn cũng được là enjoy thì kia cũng được 1 tiếng 2 tiếng, bây giờ ăn không đủ nữa. Ngày nhiều khi là vừa ăn vừa làm nữa chứ. Thế rõ ràng là mình quan niệm hạnh phúc rất đặt theo quan điểm cái bản năng của loài sống con người. Cái này người ta nói là cái cơ thể của tứ đại con người ta sanh ra đó là không có cái hàm răng giống như loài thú để xé những cái xác động vật. Cái ruột của người ta nói là ruột để mà tiêu quá ngũ cốc, nên cái ruột rất là dài. Cái ruột nó, cái ruột dài ruột non mình nó tổng cộng nó gần hình như mấy chục thước á, 30 thước phải không? Dài lắm, là tại vì chỉ có ngũ cốc á đi vào một cái quá trình mà tiêu hóa mà mấy chục thước nó mới không sình. Còn cái loại động vật á, hay gì như cái ruột con sư tử hay con cọp rồi đó, cái ruột ngắn ngủn à, bởi vì cái thịt giữ lâu cũng được, giữ lâu trong ruột lâu quá nó sình móc, nó làm nó hư cái ruột động vật. Thành ra những loài động vật sanh ra thì móng nó phải là có móng để nó xé, phải có những cái răng nanh để nó xé những cái kia ra. Có loài người đó là răng nanh á càng ngày nó càng ngắn lại. Dracula nó răng nó dài thôi. Dracula thì có hai cái nanh dài để hút máu thôi, thấy không? Móng tay móng chân thì không có, thấy không? Nghĩa là xé số vật cũng không được, thấy không? Ruột thì dài, thấy không? Thành thử ra cái loại người đó, nếu mà thực sự cái cơ thể tứ đại là người sanh ra dùng để ăn, để mà thụ hưởng, hay mà gọi là hợp với cái tứ đại của mình là loài thực vật, những loài mà không có sự sừng thú, nó không có lẹ. Bây giờ thực vật thì nó dựng mà kia rồi, người ta mới quảng cáo cho mình là phải ăn đồ ngon, rồi tôm nè, tép nè, rồi cá này cá kia, thịt này thịt kia, nấu đủ món rồi bỏ đủ thứ ra gì thơm ngon đủ thứ, rồi bắt đầu là mới khen cái này ngon, rồi kia có protein nhiều không protein nhiều, rồi mình bị gạt,
không? Ăn vô đa số càng lúc người ta ăn càng lúc bệnh, lúc càng nhiều bệnh viện nó càng lúc càng đông. Tại vì ta ăn ngược với cái sinh lý điều hành của một cái cơ thể con người. Ha, sinh lý điều hành của người đó dùng để là ăn chay. Trời sanh ra tất cả những cái đó để ăn chay. Là thú thì nó khác mình nên nó phải có năng có này đủ thứ hết trơn, nó để ăn mặn mình, nó sanh nó để ăn chay. Bây giờ mình bị người ta nghĩa là người ta cũng biết nữa, nhưng mà người ta cố tình tại vì cái đó là mà nuôi dễ, sản xuất dễ, là kia bán có tiền, thành ra người ta cái đầu độc mình. Thì rốt cuộc là mình giống như là con người không có trí tuệ vậy đó, hay giật đầu này là đi đầu này, giật đầu kia là đi đầu kia, kêu đầu nọ là đi đầu nọ. Đức Phật dạy cho mình đó, cho mình có trí tuệ, thành ra nhiều khi mình nói Phật sao ngu. Phật làm như là cái người không thích thời vậy đó, cái người tiêu cực. Rồi bây giờ mấy cái nhà Phật phải dán nhãn cho Đức Phật thành những danh hiệu đó, để những người nào theo đó rồi cảm thấy là thiếu tệ quá, mình cũng như bị người ta chê vậy đó, để bỏ. Cả một thế giới nó đấu tranh mà. Thành ra tôi nói Đức Phật nói ra đời, Đức Phật nói là tôi làm cho quý vị an là hạnh phúc, để giải phóng cho quý vị, cho để giải thoát cho quý vị ra những cái khổ đau. Thì Đức Phật mới phân tích từ gốc khổ đau, cứ nhiều đấy cũng phân tích, những nhân duyên cũng phân tích, đại thừa phân tích. Và khổ đau đó là do những cái phiền não, và nó tạo thành cho quý vị trong phiền não này. Ngay kiếp này khi quý vị sanh ra bản thể nó đã có rồi, nên ai cũng phải bị khổ. Chưa thấy mình nhìn trong cuộc đời này, ngay ông tổng thống cũng khổ, ngay ông vua cũng khổ. Ngay có những người mà ăn xin ăn mài đương nhiên mình cũng thấy cũng khổ, đâu có ai thoát đâu. Lý do tại sao nếu mà thực sự ra nói rằng là tôi sẽ làm để có đầy đủ hết tất cả những cái đó thì tôi sẽ hạnh phúc sung sướng, thì bao nhiêu tỷ phú ở sung sướng, bao nhiêu người có quyền lực có sung sướng, đâu có ai không sướng đâu. Không phải nhìn thấy rồi thế mà còn tham còn sân còn si còn câu sanh phiền não là nó sẽ làm cho mình khổ à. Thành nó vẫn mới giặt ra giới định huệ để hãm bước câu sanh phiền não mình lại. Hãm biết cái phần biệt phần não là tức là tìm được nguyên nhân thì mới đưa ra cái cách để giải quyết. Cái này nó không có tìm được, xã hội nó chưa tìm được, và nó chấp nó lại tìm sai. Nếu nó tìm được thì nó tìm sai. Thành nó bây giờ nó đặt ra là càng tham nhiều á thì nghĩa là tài sản vật chất càng nhiều, càng nhiều thì nó hạnh phúc. Nhưng mà cái tham nó giống như là không có gì làm cho nó vừa đủ, nên càng tham á. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ cho bây giờ chẳng hạn như bây giờ thí dụ như là có quyền lực không ai bằng ông vua ha, nhưng mà ông vua ông nhìn qua ông vua khác thấy ông vua khác có quyền lực hơn mình nữa sao mà hết được cái đồng tham. Hồi xưa có thời gian Đức Phật á làm giữ Minh Thánh Vương ha, tức là làm thống nhất hết tất cả mọi cõi trời rồi. Thiếu Vương ra đời đó thì có là tể tướng báo nè, có hoàng hậu báo nè, có xe báo nè, là có bảy báo xuất hiện ra. Thì lúc đó có xe báo, có bạch tượng báo, cái là ông vua không nghĩa là ngồi trên xe báo đó, xe báo bay trên mây á, thấy không? Có tể tướng báo là có cái kho, có cái quan giữ kho báo, tức là cái quan giữ kho đó giỏi lắm, như có thần nhãn vậy đó, nhìn cái đất cái nào có kho tàng là thấy hết rồi, là lấy kho tàng lên là nước càng vào càng mạnh. Tượng báo là đi đâu thắng tới đó, có tể tướng báo là điều hành công việc kêu ông vua, thành ra ổng nghĩa là bốn châu thiên hạ đều quy phục ổng hết. Thì lúc đó ổng mới nghĩ là thôi mình lên khỏi trời chơi, con trời làm sao, thấy không? Lên có trời trên thì con bạch tượng đó, cái sọt xe báo đó, nó có cái mây nó đỡ chân đi mà, cái phúc nó cũng mạnh đến một độ vậy đó, thành ra mây nó mới nâng ông lên gặp trời để thích, lên cái cõi trời Bamba đó, con trời tận cùng lên đỉnh núi Tu Di đó, gặp trời để thích, thì nó thích thấy Diệu Linh Thánh Vương, Diệu Linh là phúc báo mạnh lắm, nghe nói là Diệu Linh Thánh Vương có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp giống như Đức Phật vậy đó, tức là phúc báo mạnh lắm, nên cái tướng rất là đẹp, thành ra khi ngài thấy một người có công đức, có phúc báo gì lên, ngài mới mời lên, nghĩa là mời lên cái nhìn cõi trời đó mà mời vua. Thì lúc đó cái ngài ngồi đó ha, là ngài mới ngồi nhích vào một bên để một bên cho vị thiên vương ngồi đó ha, tức là ngồi chung một ngai đó ha. Mà ngài ngồi đó rồi thì nghĩ rồi mà sao mà đẩy ông này xuống ha, ngồi chung ngang hàng với trời đất thích rồi đó, mà nó không chịu, vừa nghĩ tâm như vậy là cái phúc báo nó giảm. Thành ra sau đó rồi ngài thấy ngài không mất cái cõi trời, nó không có người, là mới rớt xuống cõi người trở lại. Cái tâm tham của ta nó không bao giờ nó vừa hết trơn á. Ngài có kể lại trong cái tích của ngài mà làm chuyện Minh Thánh Vương cho mình nghe vậy đó. Thành thử ra mình cứ quan niệm mà hạnh phúc sau nó đọc rồi, quan niệm Đức Phật là trúng á. Nhưng mà tại vì Đức Phật hạn chế bớt cái tham lại, hạn chế bớt cái sân lại, hạn chế bớt những cái tà kiến mà. Thành ra mình thấy là như Đức Phật là như tiêu cực kia, không chịu này không chịu kia vân 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 vân,
nha, mình nói là xã hội có tiến bộ thì người ta mới hạnh phúc, ha. Luôn luôn quý vị nào đọc cái câu xã hội tiến bộ hạnh phúc, bây giờ xã hội tiến bộ sao giờ hướng nào để bây giờ hạnh phúc nè, à bây giờ xã hội tiến bộ cách nào bây giờ mới hạnh phúc ha. Bây giờ ta đang báo động là mỏ bỏ đất nó đang bị ô nhiễm rồi ha, tiến bộ người ta có hạnh phúc không, nó tàn hoại một cái trường vô sinh, bây giờ nó cả hội nó càng tiến bộ rồi. Nhiều tình trạng bây giờ nó sẽ phát sinh là đủ thứ hết rồi đó. Thành thử ra cái quan niệm với xã hội đó, nó là quan niệm tương đối, nhìn trong một bố cục rất là nhỏ hẹp hạn hẹp, nó không có trúng, cũng như là pháp bồ đề tâm đó, nhỏ trong phạm vi quốc gia hay đồng gì đó. Còn đức Phật đó, là nhìn cái phạm vi gọi là đại thể của con người, đại thể của chúng sanh sanh ra. Đức Phật nói đó, đầu tiên á, mình sanh ra nó đương nhiên là mình bị chịu đau khổ rồi, bởi vì khi mà cái tứ đại nó tạo thành một cái gì để nó hưởng thụ trong kiếp sau này của nó, thì nó sẽ tạo thành cái lối nhìn của con mắt, lối nhìn của cái tai, nó sanh ra con người có mắt, tai, mũi, lưỡi để sáng tác, để tạo hình những cái gì mà trong kiếp quá khứ của nó chấp thủ cho là có thật, đó là ngã tham, ngã sân, ngã si, ngã nghi ngờ của nó. Nhưng mà khi nó sanh ra như vậy đó, nếu nó không được các duyên ở ngoài hỗ trợ thì nó sẽ không phát triển đúng theo khả năng của nó. Nên sau khi sanh ra đời, nó lại ảnh hưởng trong cái môi trường sống, trong cái môi trường giáo dục, thì nó có cái lối nhận định giáo dục để phát triển theo cái đó, theo chiều hướng giáo dục đó, nó gọi là cái phân biệt phiền não. Đó là giáo dục á, người ta giáo dục cái gì để cái gì có phân biệt cái đúng cái sai theo quan niệm của cái môi trường mình sống, ha. Thì cái phân biệt phiền não này đó, là gì nó đến sau, rồi mình quân tập sau, nên phân biệt phiền não, Phật nói là cái phân biệt phiền não này đó là cái lối nhìn, cái lối sống của thế gian, cái nhìn hạnh phúc đau khổ theo quan niệm, một quan niệm nào của thế gian, thì cái lối này nó dễ phá hơn phần trước. Chỉ có một cái quan niệm nào người ta nói ra hợp lý thì mình sẽ chấp nhận, thì mình sẽ xóa cái quan niệm cũ. Còn cái bản thể mà mình cấu kết tứ đại của mình để mình sanh ra cái lối nhìn nó khó phá đó, tại vì nó chính nó đã tạo thành cái lối tứ đại này mà. Thấy không, chàng như bây giờ nó tạo thành tứ đại đàn bà rồi, mình khóa để chuyển thành đông khó vô cùng. Thành ra đàn bà phải có tâm tánh của người đàn bà chứ không thể nào có tâm tánh đàn ông được, tại vì thân thể tứ đại đó nó đã cấu kết trong bào thai rồi. Thấy không, dù cái gì có giải phẫu giải thiết gì mà trở thành người đàn ông đi rồi thì nó cũng vậy à. Thấy không, cấu sanh này mặt nó khó phá lắm, cái năng lực các vị a la hán phá được cấu sanh phiền não là vị a la hán đó. Còn đa số được tư đà hoàn quả, tư đà hàng quả, na hàng quả là mới phá được phần bị phiền não thôi. Thấy không, dòng một chút ít gì cấu sanh phiền não thôi. Thành thử ra là cái mình không nói tới cấu sanh phiền não đây, thay năng si mình cũng chấp nhận cho nó vận hành mình đi, nhưng mà cái phân biệt phiền não tức là mình lối giáo dục sao lầm, tức là những lối giáo dục trong xã hội, trong gia đình, trong quan niệm, trong những bạn bè, thì cái lối quan niệm này đó, nếu mình biết được một cái lối quan niệm mà nó chính xác, nó tạo thành mình hạnh phúc thật sự do sự tư duy, sự quán xét, từ không bị cái nhận định cái trúng á, thì mình lấy cái đó làm cái lối phân biệt của mình, có cái lối sống quan niệm của mình, thì từ từ những cái lối phân biệt sai lầm này mình sẽ xóa trừ, thì cái phiền não nó ít hơn cho mình. Thì đầu tiên cái quan trọng nhất đó là phá được cái phân biệt phiền não, tức là phá được cái tà kiến, tức là Phật nói là cái xét biết sai lầm. Thì khi phá được cái biết sai lầm á, thì trong kinh điển nó được chánh kiến, mà trong cái danh từ của bên mà thánh bậc thánh á, tức là những người đã phá được cái mê hoặc của cái thấy biết sai lầm, tức là phá được cái kiến hoặc, kiến hoặc, thành ra trong mấy kia nó gọi là kiến đạo. Kiến đạo tức là thấy được con đường, thấy đúng, thì cái người mà đạt được kiến đạo đó thì Phật nói là người đó nhập vào bậc thánh thứ nhất, tức là tu đà hoàn quả, tức là người đó từ rày về sau nếu không tu hành gì nữa trong 7 đời cũng sẽ đắc được thánh quả, mà không có một cái năng lực của sanh tử luân hồi kéo được nữa. Thế người đó thấy cái gì? Thấy được lý nhân quả, thấy được cái bản ngã hồi nào nó bây giờ là cái sự sai lầm cũng đó, đừng ngã tham cái sanh, nó không có ngoại lực đối với họ nữa. Có thể họ vẫn là cái câu sanh, họ vẫn phát triển cái tham, phát triển cái kia, nhưng mà họ tạo tác tùy thuận thì không có tạo tác nữa, tại vì cái tứ đại của họ là nó kết bởi cái tham, nên họ không ăn là không được, thấy không? Họ không nghe cũng không được, họ không thấy cũng không được, nên họ bắt buộc họ phải chịu mấy cái đó. Nhưng mà còn khởi để làm một cái tham một cái nghiệp tham nữa thì họ không giờ họ làm nữa. Giờ thấy con đường phải sống phải làm như vậy nó không làm nữa, nên trong 7 đời bao nhiêu cái năng lực để mà kích thích cái tham để tạo sắc thân từ từ nữa, nó không có thế lực nữa. Nên sau 7 đời là họ nói giàu họ không tu đi nữa bằng cái năng lực thấy như vậy đó, không tu đi nữa thì 7 đời họ đến giải thoát, cái điểm nó rõ ràng vậy.
Thật cái quan trọng nhất họ không phải là vấn đề tu gì đâu, mà vấn đề thấy trúng. Thấy không? Mà thấy trúng á, thì cái phân biệt phiền não nó sẽ gì? Thầy mới nói là trên con đường tu học, cái gì việc dễ nhất là cái xóa bỏ hả? Xóa bỏ hết những cái thấy biết sai lầm do gì học hỏi. Bởi vậy đâu có chấp nhận là mình học hỏi sai đâu. Không ai chấp nhận là học hỏi sai hết trơn. Thành ra nó xóa hoàn được. Phải không? Thành ra khi phải nếu mà mình chấp nhận á, mà khi mà mình chấp nhận là cái đó học hỏi sai thì mình sẽ sống theo lối học hỏi trúng, chứ đương nhiên phải sống theo kinh điển của Đức Phật rồi. Nó dạy mình một cái lối sống đó là hợp với giới, với định, với tuệ. À sao? Đức Phật có dạy chân lý, nó trong như kinh điển là dạy chân lý rốt ráo hay là chân lý tạm thời, hay là chân lý, hiểu không? Cái chân lý rốt ráo là chân lý gì? Vô thường, vô ngã, về nhân quả. Thấy không? Phật nói là ta có ra đời mà không ra đời thì chân lý nó vẫn đúng, không có nào bắt được. Còn những lối sống dạy cho cái gì sống ha, thì cái đó là tùy theo căn cơ mỗi người có lối sống. Đức Phật khuyên nhủ một cái cách, cái chân lý đó là chân lý gọi là phải khế lý khế cơ, tức là hợp với người này mà chắc chưa chắc là hợp với người khác. Thì Phật chẳng sợ rằng là mình lấy những chân lý có quy ước tạm thời đó làm cái lối sống của riêng của mình, thì mình tin lời Phật quá, mình tung thì mình giàu, có thể nhiều khi nó mâu thuẫn với cái lối sống gia đình của mình, mâu thuẫn với xã hội của mình thì mình sai lầm. Thì bởi vì phải biết là có những giáo lý đó gọi là chân lý, và Đức Phật có ra đời không ra đời, chân lý nó nhận nhân hành hoặc những thai cho mình. Chẳng hạn như bây giờ vậy, nói cái nào mới đem cho mình hạnh phúc thật sự thì nói cái đó là một cái sự sai lầm rồi. Cái bản thể hạnh phúc nó không có thật, làm gì có nhiều thật sự hay không thật sự. Thế khi mình chấp cái đó là một cái thật sự, tức là mình chấp nhận một chân lý quy ước, con người ta là một cái có thật. Thấy không? Hay một cái gì đó mà trong phù hợp với cái nhận thức của mình là một sự hạnh phúc thật sự. Chẳng hạn như mình thích coi phim, lúc nào có phim coi thì mới hạnh phúc, không có phim coi đỡ khổ lắm. Còn khi đọc sách là khác, khi tôi đọc sách là tất cả phim ảnh phải dẹp hết, chứ động thì tôi cảm không được. Thấy không? Thì nó không phải là chân lý thật sự, chân lý cái đó là nó kế hợp với câu sanh phiền não, hiểu không? Giờ mình nói là giờ cái nào mà nó hợp với cái sự khi mình thực dụng mà nó hợp với hạnh phúc an lạc á, thì vô tình mình đi vào chân lý quy ước, chân lý nó đang kéo mình trong dòng sanh tử luân hồi. Chân lý đó nó không phải là cái an lạc thật sự, Phật nói cái an lạc thật sự á là nó phải dẹp cái đó, hiểu không? Bây giờ phải học để biết. Đức Phật sợ mình chắc nên Đức Phật mới nói rằng là rồi thứ hai á, Đức Phật sẽ nói là sau này không còn bậc thánh nữa, thì sợ rằng là có những ngoại đạo hoặc là có những cái người họ muốn làm lũng đồ Phật pháp, hoặc đem tất cả những giáo pháp khác lẫn lộn trong đạo Phật. Thấy không? Thành ra mình không có trí tuệ, mình giàu á, thì mình sẽ bị mấy cái đó nó xoay chuyển, nó đặt vào con đường đạo Phật đi. Thành ra Phật nói rằng là đừng dội tin. Thấy không? Đừng dội tin chứ không phải là nói là đừng tin. Khi mình đem cái pháp mình tập á, mà mình tu hành á, mà thấy rằng không có sự an lạc, không có sự hạnh phúc chân thật á, thì lúc đó cái đó không phải là giáo pháp, hiểu không? Nhưng mà mặc dù nói cái đó, nhưng mà ta đang nói là có mấy pháp ấn, thấy không? Tức là những cái này là chân lý. Chẳng hạn như pháp ấn về vô thường, pháp ấn về khổ, pháp ấn về vô ngã. Thành ra đạo Phật đó, có nói kinh điển nào mà không có những pháp ấn này thì có thể kinh điển đó là nguyện tạo. Pháp ấn là lấy cái gì để ấn chính cái đó là Phật nói, đúng không? Thành thử ra cái quan niệm của cô đó là cô nhận lấy cái quan niệm của ngã để cô phán xét đạo Phật, thấy không? Thành thử ra là cô phán xét hoài thì thằng ngã nó đẻ ra là nó đã có cái, nó muốn sáng tạo cái gì của thằng ngã rồi, nên nó mới tạo tính đại đó để nó sáng tạo, đúng không? Nên nó có lối suy nghĩ đó, nó có lối tham đó, nó có lối sân đó, nó đủ thứ hết rồi. Thành thử ra ngược cái đó thì nó sẽ không chấp nhận, thấy không? Rồi sao đó, nếu mà nó sanh ra trong một cái hoàn cảnh, trong môi trường nào nó có một sự phân biệt phiền não khác,
dạy cho nó, chẳng hạn như bây giờ mặc dầu mình vẫn có những cái tham sân si đó, nhưng mà cô sanh trong trong một cái xứ mà toàn về Phật giáo và thánh nhân không, thì lúc đó cô sẽ quân tập cái phần biệt thiền não của cái loại thánh nhân, thì nó sẽ đánh giá lại, nó phân nó bắt đầu nó đưa mình những cái cách thức để mình phá cái cô sanh thần não, thì tôi sanh được phúc mai phúc làm sao mình sanh được trong những cái hoàn cảnh đó, thì lúc đó cô sanh thiền não nó không có năng lực để nó phát triển nữa. Cái thằng phát triển được là do anh phân biệt thiền não, tức là do xã hội, do giáo dục nó tạo ra. À, nhưng mà trong kinh điển nói là những cái gió đó do mình thu nhận sau này, nó không phải lĩnh đại của mình, mà nó là cái gì do mình thu nhận cái này, nên mình dễ theo và mình dễ xóa lắm. À, thành là cái mục đích mà đi học giáo pháp á, để mà có lối phân biệt thiền não, xóa phá được phân biệt thiền não này trước, à, để thấy con đường đạo đúng như là một sự thật mà không còn nghi ngờ nào nữa, thì lúc đó cái tâm mình không còn nghi ngờ nữa, thì cái tâm mình á đó là chủ động cho mấy anh kia, anh tha mặc dầu cứ lại mình, nó cho nó muốn sáng tạo ở đó, nhưng mà bây giờ mình lại có quan điểm là không nên sáng tạo ở đó nữa, thấy không? Thì nó hãm bớt hết cái thế lực của cái dòng sinh tử luân hồi lại, thấy không? Mà do đó từ từ lại tập thiền định thiền tuệ, từ từ nó sẽ tâm an lạc, từ từ phát sanh ra, từ từ chấp sanh mình không còn dính mắc trong cái đó nhiều nữa, từ từ nó nhẹ bớt là mình được giải thoát. Hiểu là chưa? À, còn thắc mắc gì nữa không? Không phải, mới lệnh. Nha, cái tuệ, chánh kiến, bây giờ hỏi sự tư duy. Cái đó là một cái sự chấp nhận trong tâm thức, nó phải là năng lực tập trung nha, năng lực tập trung để mình quên cái khác thôi. Phiền não thì nó giống phiền não do mình, chẳng hạn như mình ăn ngon quá thì mình quên rằng một hồi nữa là mình sẽ đau bụng, là một hồi nữa là mình sẽ trễ giờ, thì mình quên hết ha. Cái đó là định, tức là mình tập trung vấn đề này quá nên tất cả những phiền não nó phiền não là một cái gì nó hiển hiện xung quanh mình, nó đang tác chiến như mình quên hết. Phiền định mục đích của nó đó hay là tạm thời ha, để mình quên bớt phiền não để mình tập trung một cái vấn đề khác thôi. Cái mà làm cho mình diệt phiền não thật sự á, là tìm được nguồn gốc, phải có trí tuệ thấy phiền não là như thế nào, nguyên nhân nó phát sanh như thế nào, cái gì làm động lực để nó phát sanh, cái gì là động lực làm nó không phát sanh, để mình không tùy thuận theo nó nữa ha. Rồi tìm cách nào làm cái nào để mình nhổ gốc rễ cho nó, để nó không còn thế lực nữa, nó không còn sanh nữa ha. Thì cái đó nó gọi là cái tuệ, chứ không phải cái định nha. Ngoại đạo thì có định, nhớ qua đạo định nó sâu lắm á, nó nhập định vô cái nhiều khi mà cả năm cả tháng rồi nó không xả được cái thân đó luôn á, nhưng mà thật nói là cái đó cũng vô ích, không giải quyết được, nó tạm thời nó né tránh thôi, nhớ à, thành ra cái tuệ, thành ra cái vấn đề cái tuệ, cái gọi là cái chánh kiến hay cái tư duy đó, mục đích cái đó là nó quan niệm là một cái lối sống hợp với chân lý giáo pháp. Cái lối sống nó có thể dạy được, có thể truyền thụ được, có thể nghĩa là truyền bá được mới trở thành ra Phật pháp. À, còn cái định cái gì nó thuộc về cái tâm lực rồi, nó không có dính líu gì ở truyền bá hết rồi đó. À, thành ra người nào tập định được thì càng tốt. À, tức là làm cái tuệ của mình mà khi nó vững chắc về vấn đề đó là không có làm gì lung lay nó nữa, thì định nó trợ cho tuệ thôi, chứ mục đích nó giải pháp phiền não là chính thành tuệ. Vậy tôi nói thôi nè. Tôi hiểu ý của nó rồi. Bây giờ tôi đi nói, tôi nói một cái điều gì nè, khi mình suy nghĩ đúng thì tự nhiên mình nói đúng à, thấy không? À, thì mà tôi suy nghĩ đúng cái con đường lấy sống tại thường, cái gì nó phát sanh từ thân người với mình đó là do cái tâm mình nó điều khiển trước, thấy không? Thành ra Phật quan trọng là cái tuệ, cái tuệ mình nó chánh tuệ rồi đó thì mấy cái kia nó sẽ đi theo thằng tuệ đó, vì mình không có thấy trúng nên mình mới làm rạch và mới nói rạch ha. Thành
nó mới thành ra là không phải chánh ngữ, không phải chánh nghiệp, không phải chánh mạng, không phải chánh định. Chánh định đó là mình nghĩ là cái định là cái gì đó, Phật nói cái định đó không phải, cái định mà đừng có dính mắc vào nó, à, nó làm cho mình tự tại mới thoát được nó, thí dụ vậy đó. Phật dạy mình là cái huệ của cái định cho mình biết, thấy không? Mình thử có mấy cái đó đàng hoàng đó, à, thì cái gì nó cũng thành chánh hết trơn. Thành ra trong cái bát chánh đạo á, à, mấy cái kia là cái sản phẩm của anh chánh kiến anh tư duy, nên bắt đầu lấy chánh kiến tư duy là hai cái đầu tiên. Được học là chánh kiến, chánh tư duy, hai cái đầu tiên, và mấy cái khác sau á là mới nói cho nó. À, nếu hai thằng đó mà không đầu tội là mấy thằng áo nó sai hết, không đầu chánh hết rồi á. Thấy không? Thành ra cô đừng có sợ rằng là mình có hai thằng đó mà không, mấy thằng sau không có. À, có hai thằng đó thì mấy thằng sau đó là cái sản phẩm của hai thằng đó. Hiểu không? Mà không phải giáo lý đạo Phật là chỉ có bắt chánh đạo nha, bắt đạo là nằm trong cái chư đế thôi. Con đường mà đắc đạo nó lục độ chứ không thấy bắt chánh đạo. Thôi bây giờ tôi nói vậy nè, xuất gia đó nó gọi là tương tự xuất gia, và xuất gia chân chánh nó có hai loại, nó còn tắc, nó gọi là tắc tăng nữa. Nên người xuất gia vô mà không phải là mục đích xuất gia thật, là bị trúng dịch hay là bị một cái gì thất tình nên gì nó phải vô thật. Họ chỉ mượn của chùa hồi xưa đó là toàn chuyển đổi, nó là tuyển tăng, họ tuyển rất là khó khăn. Bây giờ đó nó mở rộng quá, mấy thầy nhiều khi quan niệm ý gần như tăng càng lúc càng ít, mấy thầy thôi rộng mở ra, hy vọng rằng là trong cái số cả trăm người thì còn một hai ba người sàng lọc lại, chứ hồi xưa là tuyển khó lắm, biết không? À, thử ra là xuất gia chân chánh thì đầu tiên tăng có nghĩa là gì? Tăng có nghĩa là một cái gì mà thọ phụ tục giới, à, thành thử ra cái tăng á, phải lấy giới làm nền tảng. À, còn bây giờ đó thì bây giờ là giới đó, thì nghĩa là không có ai giữ được 100% nữa rồi. À, thành thử ra do vấn đề mà cái giới không được 100% thì cái giới đức nó sẽ giảm, mà giới đức giảm thì đương nhiên cái đức nó không phải là một cái gì tăng giống như quan niệm hồi xưa nữa. À, cái đó là ảnh hưởng bởi cái cho mình chấp nhận làm tăng, chấp nhận cái giới làm lối sống của mình. À, coi như bây giờ chấp nhận là Bồ Tát, bây giờ chấp nhận Bồ Tát giới làm cái lối sống của mình, cái hành xử của mình. À, mà bây giờ nhìn lợi đó thì đâu có ai giữ được 100% nữa rồi. À, thành thử ra mình nhìn vô là cái giới đức con không có. À, còn người nào mà vẫn giữ được thì giới đức họ vẫn còn. À, thì nó là cái thời mạt pháp từ từ là nó vậy. À, thì mình phải chấp nhận thôi. À, sao bây giờ giữ không được 100%, nhưng mà đại khái giữ được chứ hàng 50 thì còn đỡ. Còn đỡ hơn thì không giữ được gì. À, còn giờ giữ được 50, ít nhất cũng giữ được 30. À, thì cũng tạm vậy đó. À, thì đương nhiên là cái chuyện đó, khi người ta chưa phải là thánh thì giới không phải là luân sức tự nhiên, nên cần phải có hình tướng để giữ. Khi người ta bậc thánh á, thì nó gọi là giải, cái nó gọi là cái gì, cái gì đó, cái danh từ gì họ sẽ sử dụng đó. Tức là tự nhiên khi mình đắc, nó gọi là cái gì đó, à, mình đắc được cái thánh pháp á, thì tự nhiên giới nó là lối sống của mình nè, à. Mình không nghĩ tới giới nữa mà làm những đúng như giới rồi, thấy không? Thì cái đó là nó nói là định gì đó, định giới gì quên rồi, à, đại khái vậy đó. Thành thử ra là những cái chuyện đó bây giờ thánh tăng là không có rồi, thấy không? À, mà đó là phàm thì người nào không có lỗi, thấy không? Cái vấn đề mà bây giờ họ đã bỏ vào con đường đó thì đừng uổng công lao. Khi mình làm con đường mà đi giải thoát thì mình ráng tự thiện toàn mình chứ đâu còn ai khuyên nhủ được nữa, thấy không? Thành ra hồi xưa đó là bắt buộc kêu Đức Phật phải bắt buộc sống trong tăng đoàn, à, tại vì người ngoài thì không cho nói nên chỉ có tăng đoàn có quyền lực để nói thôi. À, mà bây giờ cái đời sống thế giới nó rộng quá rồi, người ta còn không thấm nó năng mòn nữa. Thành ra có nhiều cái chùa chỉ có một ông thầy đó. Thành ra cái sai lầm á, à, thì ở dưới thì họ không biết, ở trên thì không có người gần gũi để mà khuyến tấn. Thành ra cứ bị lật gấp những cái lỗi đó, gấp những cái lỗi đó. À, nếu mà con người còn tiến, con người còn học thì thường đọc giới, đọc những cái kia để tự sửa, thì cái chuyện đó gọi là
họ lấy họ họ biết rằng là cái đời sống tăng chúng bỏ cả cuộc đời vậy là quý báu, nên họ họ ráng tìm để họ sửa thì cái chuyện đó may mắn cho họ, thấy không? À, còn bây giờ họ lại ỷ lại không còn gì nữa thì đương nhiên là cái nghiệp họ lãnh. Vậy ta thành ra như nhiều Phật chứ Phật tới một cái đời Phật nói rằng nhớ giới là cái gì để tự bảo hộ cho chính mình, hay để làm lợi lạc cho chính mình. Thành có quan trọng khi mình thọ một cái giới gì thì quan trọng để tự xét mình chứ không phải nên xét người. Đó, người ta làm lỗi thì người ta bị. Nè, là thứ hai đi theo ông thầy con Phật á, thì ông nói một cái câu mà hồi đó hồi xưa với thầy dạy hoài là y pháp bất y nhân. Đừng bao giờ thần tượng quá một người nào hết trơn á. Thấy không? Quý vị thần tượng một người nào á, mà nếu mà người đó không phải là bậc thánh á, thì quý vị sẽ bị một cái có những lúc thấy được lỗi lầm của họ mà tính tâm của mình sụp đổ. Tại vì mình nương vào cái thần tượng đó để mà mình làm cái gương cho mình. Thấy không? Mà người ta chưa phải thánh mà đương nhiên người ta sẽ lỗi lầm. Thấy không? Mà lỗi lầm là mình đánh giá toàn bộ giáo pháp nó lỗi lầm hết. Tại vì mình không phải mình thần tượng các pháp mà mình thần tượng chính cá nhân. Thấy không? Thử ra là quý vị phải tránh cái tình trạng đó. À, tức là nên lý khác là Phật làm chỗ nương tựa chứ không lấy cái cá nhân. Và không nên thần tượng một vị người nào hết trơn á. Trong thế gian này mà con đắc thánh quả nó không còn nữa rồi. Quý vị thần tượng sẽ trước sau gì cũng sẽ chết. Người nào có lỗi hết trơn á. Nay những người mà nói là chẳng hạn như bây giờ Đức Đạt Lai Lạt Ma có lỗi không? Có lỗi không vậy? Nó không lỗi, nó có lỗi. Giờ như trong cái giờ cái Đức Đạt Lai Ma là cả thế giới cũng gọi là cũng như nói là như Quan Thế Âm Bồ Tát rồi đó. Những cái đề nghị của ổng ra đó có phải là cái chân lý hay không, hay là ổng sửa hoài, ổng cũng sửa hoài à. Những cách đối xử với những đồ chúng, đối xử với Trung Quốc, đối xử như kia, ổng là một nhà ngoại giao và vua ổng phải đổi hoài chứ làm sao có nhiều mà có chân lý được. Làm gì không có lỗi. Thành thử ra đời bây giờ mình có thánh nhân đó là sao, là Phật rồi thánh nhân nó không còn nữa. Thành ra ai cũng có cái lỗi nhưng mà chỉ có người lỗi ít, người lỗi nhiều thôi. Mình nói là ngài hoàn toàn là cái người có thể là những cái thiện hạnh nó nhiều hơn những cái lỗi lầm, thấy không? Đó. Thành ra quý vị bị một cái là quý vị thần tượng quá những cái vị thầy, thấy không? Ngay Đức Đạt Lạt Ma mà nói là thầy ngon lành nữa. mình cũng nói đừng có thần tượng, Đức Phật cũng nói là đừng có thần tượng ta, nương vào đó phát của ta mà tu tập, thấy không? Cũng đừng thần tượng ta, bởi vì ta còn thể của ta là tượng trưng qua giáo pháp. Bạch thầy, thầy khai chỉ để câu mà duy tệ thiện nghiệp thì con không có hiểu nhiều quá. Đạo Phật á, thì phải nói ở vô nó quan trọng á, là lấy cái chân lý làm cái nền tảng để mình sống. Đạo Phật làm cái lối sống chứ không phải là cái mà thành ra mình học á thì mới sanh được cái trí tuệ. Hay do mình học mình hiểu thì phát sanh được cái trí tuệ. Còn cái quan trọng của quý vị á, khi phát sanh trí tuệ rồi đó là không lấy trí tuệ làm cái sống mà lấy trí tuệ để cái cũng như mình coi sách để mình hiểu chơi thôi. Thành ra quan trọng á, đạo Phật có nói là quý vị đó, vào đạo Phật á thì đừng có nặng về định, đừng nặng về cái gì nhiều, mà hãy lấy cái quan niệm sống theo cái quan niệm trí tuệ của đạo Phật làm nền tảng. Cái Phật nói là các pháp vô thường. Bây giờ cái pháp vô thường đó là cái tuệ, cái chân lý của cái giáo pháp đạo Phật. Thì quý vị nhìn cái pháp vô thường rồi mình tập sống trong cái vô thường, hay là nhìn cái nào thấy vô thường thì đó mình sống, mà cái nào thấy vô thường thì những cái gì nó xảy ra nghịch với mình thì mình sẽ không đau khổ nữa. Cái đứa con lúc trước rất có hiếu, sau này nó có bạn bè là bạn hư, bạn xấu gì đại khái vân vân, nó không còn có hiếu như hồi xưa nữa, thì mình thấy cái chuyện nó vô thường, tâm mình nó sẽ không đau khổ. Thấy cái đó làm sự nghiệp mà thưa thầy. Làm sự nghiệp. Cái sự nghiệp làm sao? Sự nghiệp quý thầy cũng vậy, sự nghiệp quý thầy cũng lấy cái trí tuệ để mình triển khai để cho quý vị hiểu. Còn có nói tu hành nó vậy, một kỹ thuật nào để quý vị vào cái đó là một cái phụ thuộc để củng cố cho cái tâm của mình thôi. Cái lối sống vẫn hoàn toàn là lấy trí tuệ làm nền tảng, mà trí tuệ là Phật là cái gì? Là cái tánh vô ngã. Chứ Phật cái gì có hai trí tuệ rốt ráo rồi, một cái là trí tuệ vô ngã, một cái là trí tuệ về tánh không hết. Còn những cái trí tuệ khác chẳng hạn như là mình nãy nói bất tịnh, tất cả các pháp là khổ đau, các pháp là bất tịnh các pháp vô thường các pháp là do nhân quả mà thành. Hạnh phúc và khổ đau anh phải trong thế gian này là đều do những cái tác ý sai lầm, những hành động trong quá khứ người ta, đó là những cái trí tuệ tạm thời. Còn trí tuệ rốt ráo là Phật có hai cái thôi.
hai phần đó, nếu mà đạt được hai cái này đó thì sanh tử tự tại, muốn sanh thì sanh, muốn tử thì tử. Mà mình bị khổ đau là do sanh tử nó ràng buộc, nên mình sanh ra thì có một câu sanh phiền não đi theo. Do quan niệm mình có quan niệm gì chỉ muốn trước mình muốn ức mình làm không được, thì nó sẽ cố tình nó tạo thành tứ đạo để nó giải quyết cái đó cho mình. Hay là mình thọ nhận một cái gì của cái tứ đại cho mình, tứ đại mình nó tạo thành một tầng tứ đại để mình thọ nhận cái đó. Thành thử ra cái gì học á thì ráng mà hiểu, ráng mà tư duy, ráng mà phát sanh ra được một cái nhìn của đạo Phật cho nó đúng theo ý nghĩa để mình áp dụng cái đó vào đời sống của mình. Cái nghiệp đó là cái làm cái lối nghiệp của mình, thành sự chứ mình không còn theo nghiệp lực nữa, lấy cái đó là cái nghiệp, lấy cái huệ, lấy cái tuệ mà cái tuệ mình suy nghĩ không được, Đức Phật triển khai cho mình cái tuệ đó thì mình ngồi mình suy ngẫm, suy ngẫm để mình thể nhập, rồi mình lấy cái đó làm cái nghiệp của mình để mình sống thì mình sẽ vượt được cái dòng nhân lực của mình. Hay mình có hai cái, một cái nghiệp do phân do học hỏi mà phát sanh, và một nghiệp do câu sanh nó phát sanh, thì hai cái nghiệp này nó sanh ra. Nhưng mà cái nghiệp phân biệt này nó phải có cái duyên của cái nghiệp mà câu sanh ra, nó phải có cái duyên của phân biệt nó phát triển mới được. Bây giờ người nào cũng có tánh tham, nhưng mà khi mà anh giàu mà đẻ trong chùa rồi giờ cứ tham câu kinh tiếng tệ hoài thì nó là cái loại phân biệt, nhưng mà lúc đó nó chuyển cái tham qua chiều hướng khác, thấy không? Còn bây giờ mình sanh trong cái xóm mà du đồ du đảng thì cái tham nó là sanh ra chiều hướng khác, cái giáo dục khác, thành ra cái phân biệt phiền não á, nó tạo thành người ta cái tuệ, thấy không? Nhưng mà cái tuệ đó nếu mà tuệ đúng á thì nó gọi là chánh kiến. Khi mà mình có cái tuệ đúng á thì mình bớt phân biệt rồi hay là hết phân biệt luôn? Không phải, mình thấy con đường đúng chứ mình còn vẫn phân biệt, tại vì nó là loại tuệ rồi, phải phân biệt à? Không biết không? Chứ không phân biệt được, nhưng mình thấy rằng là cái dụ như mình nó sắc xanh là sai nên mình không sắc xanh. Giờ mình biết rõ ràng tại sao nó sai, thấy không? Chứ không phải là mình bị giật dây, thấy không? Do đó vì biết rõ ràng nên mình thấy cái chuyện này nó vô lý, làm chuyện vô lý, và ai cũng ham sống sợ chết, thấy không? Cái này kia hết trơn, mình đứt cái tay mình chịu cũng không nổi thì cái loài thú gì cho mình thấy nó sai lầm. Mình không có làm tội nữa. Thì mình sẽ không bao giờ mình làm, mình cảm nhận rằng vậy nó quá sai lầm rồi, mình sẽ không làm nữa. Ví dụ như vậy đó, thì cái đó là mình sống theo cái lý kiến tuệ là cái nghiệp của mình. Nên cái dòng tham của nghiệp thức của mình, câu sanh của mình á, khi nó phát sanh ra, bây giờ nó muốn làm cái khác thì thằng tội nó chặn, nó không có cho, nó này trật rồi, thành nó từ từ nó sẽ chuyển theo cái tuệ nghiệp của Đức Phật. Hay mà do chuyển cái nghiệp đó thì mình có đời sống chánh đáng theo cái quan niệm của Đức Phật, nó gọi là bát chánh, bát chánh đạo hay là bát thánh đạo. Thực sự ra cái bát thánh đạo nó chứ không phải bát chánh đạo, phải không? Thánh đạo tức là cái khi mà chỉ có vị A-la-hán mới sống trọn vẹn được cái tám đó. Còn người bình thường thường là họ bị tha sân si, họ chưa phá nổi nên đôi lúc họ vẫn còn bị tà trong cái lối sống đó, gọi là tà mạng, tà này kia, đại khái gì đó. Mặc dù họ quan niệm đúng nhưng mà họ không hoàn toàn họ sống được theo lối đó được, thấy không? Thành thử ra là cái gì phải học nhiều, cái học cái gì đó để làm chi, để phá cái phân biệt phiền não đó. Cái gì đang nãy bị phân biệt bị xã hội nè, xã hội dạy bị trật lất hết trơn rồi, phải không? Tất cả những tôn giáo khác nó dạy bị trật lất hết trơn rồi, rồi trong gia đình giáo dục xã hội, những quốc gia nào phải nó đưa một cái chủ trương dạy con người nó dạy để phục vụ xã hội nó, cái họ phong kiến thì dạy một cái gì để phục vụ cho ông vua nên mới có tam can ngũ thường. Bây giờ thì nó phục vụ ông vua nữa thì ta có thể tự nhiên sụp đổ rồi, thấy không? Nó sẽ đẻ ra một cái khác, thấy không? Thành ra tất cả những cái giáo dục của xã hội dạy cái gì nó không phải chân lý á, nhằm mục đích nó tạo thành một cái quy ước hạnh phúc tạm bợ theo quan niệm xã hội đó chấp nhận. Và nó gần như là mình nói mình thực sự ra mình rất là trí tuệ, rất mê tín, mà thực sự cái gì mê tín vô cùng là bị giáo dục nó nhò sọ mình không biết, bị nó gạt mình không biết, thấy không? Cái gì rõ ràng là bây giờ cái gì bị rõ ràng là bị gạt từ ăn từ mặc từ uống từ đủ kiểu hết đó, thấy không? Bây giờ tỏ nó vậy nè, chẳng hạn như hot dog đi, ăn có khen ngon hết trơn mà nó lấy thực dụng thịt gì nó đồ tầm bậy tầm bạ không à, cái đồ gì nó là thừa nó bỏ ra đó, rồi nó pha chất này chất kia nó mới chế lại cái đồ nó gọi là dục rồi, thấy không? Nó chế lại cho mình ăn mình ngon thì rõ ràng là đâu phải đồ ngon đâu, thấy không? Bữa nào nó lấy cục đất thôi nó bỏ gia vị vô nó cũng chế thành cục bánh, nó bị ăn cũng thấy ngon nữa. Nó chưa nó giai đoạn mà nó dùng cục đất rồi. Đâu có biết gì đâu, thấy không? Họ trí tuệ chỗ nào bị gạt từ đầu đến cuối luôn, thấy không? Đó, giờ cái gì bị mới nói là ai tôi nói là sống với Đức Phật là tiêu cực, không tính cực gì bỏ trên, chứ bởi vậy trí tuệ chỗ nào bị xã hội nó quảng cáo, nó gạt từ trên xuống dưới, gạt từ lúc mới đẻ ra mới thở rồi là bị gạt rồi, thấy không?
À, nhưng mà hai cái đó đó là nó làm cho cái gì sanh ra, nó làm nó thành với là đời sống của vậy bị quan niệm á, bởi vì mình nói mình phải, mình muốn giải thoát mình phải quan niệm khổ đau nó sanh từ đâu. Đương nhiên nó sanh từ vô minh rồi, vô minh là không biết sự thật. À, trong cái vô minh nó nói là không biết rằng sự thật rằng là cái tứ đại mình sanh ra nó đã có một cái đồng tham quan trọng, có một cái tâm sân, là tại vì cái người nào sanh ra thì chính cái tham nó mới tạo thành tứ đại như vậy để thỏa mãn cái tham đó. Con người mà không tham về cái sức mạnh thì sanh ra người yếu nhớ à. À, nhưng mà nó phát triển cái khác, có nhiều người sanh ra chỉ đầu óc nó đi dùng đầu óc thôi, là nó không cần tay chân, thấy không? Nhiều cái sanh ra cục tay cục chân luôn à, tại vì chúng có thể là trong cái kiếp quá khứ của họ họ không cần cái đó, thấy không? À, thầy hỏi giờ khi mà họ tạo thành tứ đại, tạo thành tay chân để làm cái gì, thấy không? À, thầy nói nhiều khi nhiều người mấy người mà ngồi thiền quá rồi thì không muốn đi nữa, nhiều khi có sanh ra có thể đi cũng được, tại vì họ nghĩ rằng là đời sống sanh ra ngày đời này chỉ có để ngồi thôi, để tu thôi, tạo thành ra khi mà tâm thức còn vào trong bào thai họ tạo thành một lối sống của họ, họ tạo thành một môi trường, tại cái gì dư xài để tạo thành nó làm cái gì, thấy không? Thành ra có nhiều người nhiều khi chấp thủ trong cái quan niệm sống của mình sanh ra nó thiếu những cái thành phần trong cơ thể, hiểu không? Tại đây là nghiệp thức, nhiều khi trước nó tạo thành là cái sắc thân, mà khi là khi mà cái tứ đại nó tạo thành hoặc là nam hoặc là nữ hoặc là tham nhiều sân nhiều thì nó sẽ giữ lại trong suốt cuộc sống của họ, làm cái lối sống của họ thường kỳ, cộng với cái phân biệt phiền não trong môi trường tập, nghĩa là bổ sung cho những cái đó, thấy không? Để triển khai cái đó nó thành ra một cái dòng sống của họ trong cái xã hội sau này. Và Phật nói rằng nếu mình tùy thuận cái đó hoài thì mình sẽ chết, nên trong cuộc đời mình phải dùng cái phân biệt phiền não này, mà phân biệt phiền não này là cái đen của giáo pháp Đạo Phật vào, để bắt đầu là từ cái phân biệt phần não này đó mình từ từ để mình phân biệt cái lối khác, để không cho nó sống theo dòng nghiệp thức tự nhiên của nó nữa, thấy không? Chẳng hạn như hồi xưa chẳng hạn như phải nói sắc sanh thì bản thể cái quan niệm của xã hội bây giờ chẳng hạn như thú để phục vụ cho con người, thấy không? Thì cái gì sắc sanh thẳng tay, thấy không? Phần não mà Phật nhìn vô phải trọng, thấy không? Nói lời nào cũng tham sống sợ chết, lời nào khi chết nó cũng sự uất hận, nó trở thành ra những cái nhân quả, những quán khí, mình là ỷ mạnh yếp yếu, con người ta sanh ra có trí tuệ có sức mạnh để phụng sự để bảo vệ để mà làm cái kia, chứ không phải dùng cái đó để mà húng hiếp loài khác, thấy không? Cái rõ ràng là cái gì mình húng hiếp loài khác mà cái gì ai bắt cái gì mà trồng vô trồng dây trồng cổ vậy, kêu cái gì kéo xe cái bò đi cho nổi không, nó trong sở mà chủ mới la tiếng thôi, đã muốn nổi sùng lên cửa lại rồi. Nên trong khi mình bắt mấy cái đó nó phải phục vụ cho mình, rõ ràng là mình dùng cái sức khôn của mình cũng như ông chủ của mình đang lợi dụng mình vậy đó, thấy không? À, mình là con người mình phản kháng, nhưng mà lò kia nó cũng phản kháng nhưng mà nó không đủ lực nên phải bắt buộc phải chịu, thấy không? Rồi mình ăn nuốt nó, rồi mình nấu nướng nó, thấy không? Nó đâu có chịu đâu, không có lò nào nó chịu hết trơn, thấy không? Trong khi nó chết nó uất ức, nó oán hận, nó không kết hoài, nó quan trái nó cũng kết hoài, nó báo oán mình hoài, nhưng tại vì cái công đức nó kém, nó không báo oán mình được. Cũng như bây giờ mình là một cái nhân viên thường, ông chủ cũng đuổi mình tức lắm, mình nói tao có hỏi tao đuổi ông, nhưng mà đâu giờ mình có cơ hội được, tại vì công đức mình kém hơn ổng.